xin chào tất cả mọi người, mình là Diễm Trinh và kế bên mình đây là chị Hiếu. Hôm nay chị Hiếu đã dẫn một người bạn đến để làm da khi đã thấy gương mặt của chị Hiếu rất là đẹp luôn ha mọi người ha. Hôm nay thì Trinh cũng có cơ hội để nói chuyện với chị Hiếu, chia sẻ về làn da của chị. Thì bây giờ em sẽ cho mọi người xem làn da trước đó của chị Hiếu như thế nào nhé. Mọi người cũng thấy là khi làn da của chị Hiếu trước đây là bị nám mảng nổi tiếng rất là nặng luôn và làn da cực kỳ là mỏng yếu luôn. Đây, em sẽ cho mọi người xem thêm vài tấm ảnh nữa nhé. Và da chị Hiếu đang trong tình trạng bị lão hóa. Mọi người xem đây, kết quả rất là vi diệu đúng không ạ? Thì trước đây á, cái làn da của mình bị bệnh lý đó là bao lâu chị ha? Cũng 5-6 năm rồi. Mà mình đã sử dụng một cái phương pháp nào chưa mà cái tình trạng da của mình rất là nặng luôn á? Trong lúc chị bị nám, chị cũng đi điều trị nhiều thẩm mỹ viện lớn ở Sài Gòn. Nhưng mà sau quá trình đó thì càng ngày nó càng nặng hơn. Thì chị may mắn được một người bạn giới thiệu chị vào thẩm mỹ viện Thảo Vy. Thì chị điều trị thì chị thấy hiệu quả. Và bạn bè chị cũng thấy điều đó. Thì trong cái quá trình điều trị bên em á, thì chị thấy nó có khó khăn hay gì không chị ha? Không, chị thấy nó cũng tiện là không có cần phải đến thẩm mỹ viện nhiều lần. Mình ở nhà tầm khoảng 2 tuần thì khi nó bong ra thì nó đẹp luôn, thì chừng đó thì mình có thể mình đi ra ngoài mình làm việc bình thường. Và trong cái quá trình mà mình xài một cái hoa thì nó cũng có tình trạng là bong chóc á, thì trong cái lúc đó có ảnh hưởng đến công việc hay là cuộc sống của chị không? Đối với những người khác thì sao chị không biết, rồi đối với chị đeo khẩu trang chị đi làm bình thường. Dạ. Và để chứng minh cho cái làn da của chị Hiếu đang trong tình trạng là rất là khỏe mạnh và không hề bôi một cái gì hết, thì bây giờ em sẽ lau sơ qua cho mọi người xem là chị Hiếu có đang bôi gì không nhé. Đây. Đây. Mọi người có thấy không? Da của chị Hiếu hiện tại rất là khỏe và căng bóng và loại bỏ được hết gốc nám luôn đúng không chị? Nhân đây chị cũng cảm ơn các em. Yeah. Và cảm ơn nhất là Thảo Vy. Yeah. Đích thân Thảo Vy điều trị cho chị. Và bạn của chị cũng sẽ nói là đến đây nhờ Thảo Vy điều trị. Yeah. Thì sẽ tự tin hơn. Yeah. Và em cũng cảm ơn chị Hiếu đã dành thời gian để chia sẻ về quá trình điều trị nám của chị. Những khách hàng mà đang trong tình trạng giống như chị Hiếu ở đây thì hãy để lại số điện thoại và comment bên dưới để chuyên viên tư vấn bên em có thể liên hệ trực tiếp để tư vấn cho mọi người kỹ hơn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người.